Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, hotline 0969 920 838. Thì hiện tại công ty bên em đang bán cũng như cung cấp rất nhiều mặt hàng đi đầu với công nghệ 4.0 như là camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 838 thì bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật tư vấn hướng dẫn hỗ trợ anh chị 24/24. Thì quay trở lại với video clip của chúng ta ngày hôm nay, thì em muốn giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm định vị mini đang làm mưa làm gió ở trên thị trường trong thời gian vừa qua. Mã sản phẩm có tên là định vị GF21 anh chị nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này, anh chị là vừa có thể định vị này, vừa có thể nghe lén này, vừa có thể ghi âm này, tự động gọi lại khi có âm thanh, tự động ghi âm khi có âm thanh, khoanh vùng cảnh báo, lịch sử di chuyển cũng như là rất nhiều chức năng thông minh khác. Đấy, thì với tính năng như vậy rất phù hợp cho những anh chị nào bây giờ muốn sử dụng để theo dõi vợ chồng mình xem có dấu hiệu là ông ăn chả bà ăn em hay không này. Đấy, theo dõi con cái là xem là dạo này học hành nó sa sút nó ra làm sao, xem đi học hành có đến nơi đến chốn hay không này. Tại vì không phải lúc nào mình cũng có thời gian là 24/24 mình theo dõi con cái sát sao được. Hoặc là mình có thể sử dụng để nghe lén đối thủ kinh doanh, hoặc là mình cũng có thể là sử dụng đặt ở trên đồ vật tài sản của mình để tránh tình trạng là mất cắp không mong muốn nhé. Thì khi anh chị mua bộ sản phẩm này về thì bên em sẽ tặng kèm anh chị một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 32GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị hoàn toàn có thể lưu giữ được cái file game lên đến là hàng nghìn giờ liên tục nhé. Tiếp đến là chế độ chính sách bảo hành, thì mọi sản phẩm bên em đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Còn trong quá trình sử dụng có gì không hiểu thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em hỗ trợ. Tiếp đến thì ở đây là bên em sẽ đi kèm cho mình một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Ở đây là hướng dẫn sử dụng thiết bị định vị siêu nhỏ Make in Japan này. Đấy, đầy đủ tất cả là các chi tiết luôn. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Xong đến khi là đăng nhập có những bước làm như thế nào. Là ở đây là bên em có ghi đầy đủ hết cho mình anh chị nhá. Đấy, thì về nhà anh chị chỉ cần là thực hành theo đây thôi là mình hoàn toàn là có thể sử dụng được nhá. Đấy, còn nhìn vào đây mà có cái gì không hiểu thì mình cũng có thể nhắn tin hoặc là trao đổi qua Zalo bên em. Thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật người ta hỗ trợ cho mình. Và bây giờ thì không phải để anh chị đợi lâu nữa, em sẽ cùng anh chị đi đến khám phá tất cả các chức năng cũng như cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này nhé. Thì ở đây anh chị có thể thấy này, khi mua về là sẽ có một trong cái hộp cứng như này nhé, giúp mình là trong quá trình vận chuyển nó không ảnh hưởng gì đến hàng hóa trong bên trong. Đây, anh chị mở ra cho em này. Đấy, khi mở ra đây sẽ có một chiếc định vị siêu nhỏ này. Tiếp đến là ở đây sẽ có dây cáp này. Đấy, đây là cắp sạc của thiết bị này. Nếu mà anh chị nào đang sử dụng điện thoại Samsung ấy, có cái cắp sạc tương tự như thế này thì anh chị này cũng có thể là sử dụng để sạc cho thiết bị thì đều là ok nhá. Đấy, ở đây thì là định vị anh chị có thể là nếu mà nói về kích thước của nó ấy, thì nó chỉ bằng một ngón tay cái của em này, to hơn ngón tay cái của em một tí anh chị nhá, dài cũng bằng hơn một đốt một xíu này. Đấy, ở đây thì là hình chữ nhật nhá, bốn xung quanh là bo cóc này. Đấy, ở nhìn ở bên ngoài đây thì có duy nhất là mã là GF21 này. Ở đây là chân cắm sạc hết. Đấy, còn ở ngoài ra thì không có cái gì cả anh chị nhá. Đấy, thì anh chị muốn sử dụng được ấy thì anh chị sẽ mở cái nắp này ra cho em. Khi anh chị mở nắp ra anh chị sẽ thấy đây, đây chính là mã quét QR nhé, quét QR để đăng nhập vào phần mềm này. Đấy, tiếp đến ở đây là sẽ có là nút tròn này, đây chính là nút nguồn nhé, đây chính là nút nguồn của sản phẩm này. Thì anh chị có thể giữ nút nguồn này cho đến khi đèn sáng lên là ok này. Tiếp đến ở đây sẽ có nút R chính là nút chính xác nhé. Thì trong quá trình sử dụng mà định vị nó bị chậm hay bị làm sao thì mình hoàn toàn có thể giữ nút chính xác này, mà giữ nút chính xác này để cho nó khởi động lại nhé. Tiếp đến ở đây là cái bộ sản phẩm này mình muốn sử dụng được thì anh chị chuẩn bị cho em một cái sim có 3G 4G tốc độ cao, mạng nào cũng ok, nhưng mà là mình sử dụng ấy, là tốt nhất mình nên sử dụng là những cái loại mạng là mà xung quanh khu vực nhà mình sống ấy, khu vực mình định vị ấy, sau nó càng khỏe thì càng tốt nhé. Mình sẽ là lắp ở mức thấp nhất, mức nhỏ nhất này. Đấy, còn nhiều bác đang thông phân vân mà nếu mà như này thì là hết chỗ lắp thì nhớ rồi thì lắp ở đâu, thì em sẽ hướng dẫn anh chị lắp luôn này. Ở đây mặt đầu mình sẽ úp xuống dưới nhá, mặt chữ mình ở lên trên, sau đó anh chị đẩy vào cho em này. Đấy, như này là ok anh chị nhá. Đấy, chứ không phải là phải điện cái gì đâu, mình chỉ việc là đẩy đột cái đầu đồng vào đây, đấy, nó giữ lại được như này là ok nhá. Đấy, còn ba cái đèn này là ba cái đèn báo của cái định vị. Đấy, thì sau khi là anh chị mở nguồn lên rồi thì bây giờ mình muốn định vị được đúng không, thì anh chị sẽ lấy điện thoại ra cho em. Tất nhiên là không phải là cứ lấy điện thoại ra là mình xem được, mà mình cần phải tải cái phần mềm nhé, tải cho phần mềm có tên là 360 GPS về máy này. iPhone ấy thì anh chị sẽ vào phần App Store, còn anh chị là mà sử dụng điện thoại Samsung ấy thì vào cửa hàng Zplay tải về cho em nhé. Đây, sau khi là tải về xong rồi đúng không, thì anh chị sẽ đăng nhập vào cái phần mềm 360 GPS này. Đây, để em đặt xuất cái cũ ra nhé. Đây,
Tức là cái dòng trên đầu tiên đây, người ta sẽ là yêu cầu nhập mã email. Ở dưới thì sẽ là mật khẩu nhé, mật khẩu của nó thì sẽ là mặc định từ 1 đến 6 rồi. Thì là một anh chị có thể nhập tay, mà nhanh nhất thì người ta sử dụng các QR này. Đấy. Sau đó nhập mật khẩu mặc định của nó là ok. Đấy, đây là mình đã đăng nhập vào thành công anh chị nhá. Đấy, nếu mà ví dụ anh chị làm bây giờ là muốn xem định vị thì chọn mục sách này. Đấy. Ở đây là sẽ là đầy đủ là đường phố này, đấy, tỉnh này. Đấy, đầy đủ hết cho mình luôn nhé. Đây là cái bản đồ GPS nhé. Đấy, ngoài ra bản đồ vệ tinh, đấy, chị ấn vào cái biểu tượng hình quả cầu đây. Đây chính là cái bản đồ vệ tinh nha anh chị nhá. Đấy. Rất chi là chuẩn xác luôn. Đấy. Nhìn rất chi là kỹ càng anh chị nhá. Đấy. Ngoài ra thì anh chị là có thể là zoom to zoom nhỏ, đây zoom to zoom nhỏ ở dấu cộng dấu trừ đây, nhỏ đây, đấy thì là đây cái mục định vị trực tuyến anh chị nhá, đây xem trực tuyến ở trên bản đồ đấy cứ 10 giây là nó sẽ cập nhật một lần anh chị nhá, đấy. Ngoài ra ở đây là playback là lịch sử di chuyển, thì ví dụ như anh chị có thể lựa chọn lịch sử di chuyển hết đến 3 hôm trước chẳng hạn, đấy thì là cứ ngày nào mình có thể xem ngày đấy anh chị nhá, đấy rất chi là tiện lợi thôi, còn ở đây em không di chuyển vậy nên là sẽ không có cái gì cả, đấy. Ở đây sẽ có khoanh vùng cảnh báo đây, anh chị ấn vào khăn ke là khoanh vùng cảnh báo này. Sau đó ấn vào dấu cộng nhé. Ở đây thì là tối thiểu nó sẽ là 100m, tối đa thì sẽ là 5km. Đấy thì ví dụ như anh chị là đặt ở trong là xe của vợ chồng mình, hay mà vợ chồng mình làm ở công ty này, đấy cho luôn mặt kính 100m để cho nó thoải mái. Đấy thì là cứ khi nào thiết bị này nhá đi ra cái vòng tròn này là sẽ tự động báo về điện thoại cho mình biết, là khi đó mình biết là à tại sao vợ mình đang giờ làm lại đi đâu ra ngoài vào giờ này, và khi đó là mình có thể là mở điện thoại lên để xem là định vị đang ở đâu nhá. Đấy, tiếp đến ở đây là sẽ có là mục là Control Center. Đây các mục là các mục chính nhá. Thì ở đây nó có rất chi là nhiều. Ví dụ ở đây là số điện thoại làm chủ nhân này. Đấy, pick up làm file game gửi về này. Thì tất cả những cái mục này nhá. Thì trong cái hướng dẫn sử dụng từ A đến Z ở đây là bên em có ghi đầy đủ hết rồi anh chị nhá. Đấy thì về nhà là mình có thể làm theo các bước hướng dẫn của bên em thôi, là mình là hoàn toàn nó để sử dụng được nhá. Thì đây là mình đã xong cái phần là định vị trực tiếp. Đấy. Và bây giờ anh chị là bây giờ là muốn là ghi âm đúng không? Ghi âm hay nghe lén thì anh chị ra vào phần chọn tin nhắn cho em. Ở đây mình sẽ chọn một tin nhắn là 000 thăng cái số điện thoại mình đang dùng ấy, thăng gửi vào số trong định vị nhá, thì nó sẽ trả lời một tin nhắn là admin server, tức là đã đồng ý số điện thoại này của mình làm chủ nhân. Đấy, anh chị chọn 111 cái trong tờ giấy sử dụng là bên em có ghi đầy đủ đây. Anh chị chọn 111 thì là cứ 10 phút cắt ra thành một file ghi âm này. Có người muốn nói chuyện muốn ghi âm thì anh chị chọn 222 này, tự động gọi lại khi có người nói chuyện thì chọn 333 này. Kết thúc tất cả các chức năng trên thì mình chọn 55 thì là sẽ vô hiệu hóa hết tất cả các chức năng 11 22 23 này anh chị nhá. Đấy, xóa định dạng thẻ nhớ đây, tức là xóa hết dữ liệu ở trong thẻ nhớ anh chị nhá. Đấy, nói chung là sử dụng rất chi là đơn giản thôi anh chị nhá. Đấy, chẳng qua lần đầu tiên thì mình có thể là mình hơi bỡ ngỡ, còn anh chị là bây giờ muốn nghe lén trực tiếp thì cái này rất chi là đơn giản thôi, gọi lại trực tiếp đến nhé, mình gọi để trực tiếp đến cái số ở trong cái định vị này đây. Đấy, gọi trực tiếp đến đây. Ở đây nó sẽ tự động bắt máy anh chị nhé, và mình có thể nghe được âm thanh xung quanh cho bán kính 15m độ lại cực kỳ là ok. Đó. Alo. 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 Đấy. Tức là ở gần nhé, hai thiết bị này ở gần nhau thì nó sẽ bị xung âm, nhưng mà khi gọi điện đến thiết bị này, thứ nhất là nó không phát ra ánh sáng, thứ hai nó không phát ra âm thanh gì cả, nó sẽ tự động nó bắt máy cho mình anh chị nhá. Đấy, rất chi là hay và tiện lợi luôn. Đấy thì các bộ sản phẩm này thì là thời gian vừa qua đang được rất nhiều khách hàng bên em ưa chuộng. Thứ nhất là nó gọn nhẹ, đấy, thứ hai là đầy đủ tất cả các chức năng, sử dụng được phù hợp trong rất nhiều hoàn cảnh. Thì anh chị nào có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em, hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 838 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật người ta tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cho mình 24/24 nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị vào những clip tiếp theo. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.